Diệt thọ tưởng định là gì? Thưa quý vị, diệt thọ tưởng định á, là cái định chỉ dành riêng cho những vị đắc tối thiểu là A-la-hàm trở lên thì mới có khả năng đắc diệt thọ tưởng định nha. Và diệt thọ tưởng định á, thế nào là diệt thọ tưởng định? Đó là khi mà một vị ra khỏi tầng thiền cao nhất là phi tưởng, phi vi tưởng, và vị ấy đi vào một cái thiền, đó là vị ấy có sự quyết định, đó là không có suy tưởng, là không có tưởng. Thì chính vì như vậy đó, vị ấy sống trong cái sự trải nghiệm về Niết Bàn. Thì cái đó là thuộc về cái của bậc thánh ha, thuộc về của bậc thánh từ tam quả A-la-hàm cho đến một vị A-la-hán mà có chứng đắc thiền phi tưởng, phi vi tưởng. Mà sẵn đây sư nói luôn, chính vì có cái gọi là diệt thọ tưởng định đấy, cho nên cái chuyện là nhiều người bài xích các cái phương pháp thiền chỉ, thiền vô sắc giới như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là những người họ cố tình họ quên mất cái lời lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là để chứng và trú vào diệt thọ tưởng định ấy, thì một vị thánh tam quả trở lên, vị ấy phải chứng đắc phi tưởng, phi phi tưởng, và sau khi ra khỏi phi tưởng, phi phi tưởng thì vị ấy mới an trú vào diệt thọ tưởng định. Đó là một cái tầng thiền không còn tưởng, và cái sự trải nghiệm của vị ấy là sự trải nghiệm an lạc của cảnh giới Niết Bàn. Và cụ thể như thế nào đó thì chỉ có cái người mà trải nghiệm thì mới biết được chính xác thôi.